Lành cũng đã đến rồi, cho các anh em chúng tôi nghe làm chương trình. Xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể, các chủ nhân của những cánh thiệp hồng, hai nhân vật chính ngày hôm nay sẽ di chuyển đến sân khấu yêu thương để cùng ra mắt tới tất cả toàn thể quý vị đang có mặt trong hôn trường cưới ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Xin vâng, kính thưa toàn thể các bậc quý vị khách quý thân mến, chúc mừng toàn thể quý vị hãy bán lại và hướng mắt ra cổng hoa. Để chào đón hai nhân vật chính ngày hôm nay, chú rể Văn Nam và cô dâu Dương Hoài. Tiếp theo đây quý vị chúng ta thấy thì quý rể thì quần đen áo trắng cài hoa, khóc lên cà vạt dày da sữa màu, còn cô dâu thì tóc búi trên đầu, toàn thân bộ áo hồng mới tinh, và tới mắt thì cứ đúng liếng tư tình, cái bếp chú rể lại càng trung tình đẹp đôi. Thường ngày thì gối chiếc đơn côi, hôm nay đôi bạn đã gối đôi nằm cùng, vợ chồng hai tiếng thủy chung, bên nhau hạnh phúc ấy là tình yêu. Xin mời toàn thể quý vị dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón tân lang tân nương trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn toàn thể các bậc quý vị khách quý rất nhiều. Xin vâng, kính thưa toàn thể các bậc quý vị khách quý thân mến, và đúng là mỗi ngày qua đi là một món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Và ngày hôm nay đây, đối diện với chú rể Văn Nam và cô dâu Dương Hoài là một ngày vô cùng đặc biệt khi được chào đón sự hiện diện đông đủ từ toàn thể quý ông, quý bà, quý vị khách quý, bạn bè thân hữu gần xa, bà con láng giềng thân thuộc đã có chút thời gian trở về đây để cùng chung vui và gửi lời chúc mừng, cùng tham dự buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các bậc quý vị, kính thưa toàn thể cô chú anh chị, các bạn trẻ trân trọng và kính mến, có thể nói rằng hôm nay sum họp chúc vai tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm, hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quan viên bốn họ hai nhà, kính thưa các cụ tuổi già cao niên, kính thưa bạn của cô dâu, bạn của chú rể, và đúng là tiềm mong ngày đợi tháng chờ mà niềm hạnh phúc vô bờ lại là đây, mà hứa hôn thì trên mảnh đất này hôm nay đích thực lại là ngày sánh duyên. Dù vâng, ai chấp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau, đó là duyên trời tiền định, để rồi ra một trẻ gặp nhau tình thắm vấn vương, để rồi em thương trong dạ mà anh thương trong lòng. Và tình yêu tôi đã chuyến vội rồi, chú rể về dùng mẹ ơi mua bàn cùng chiếu sắm giường cho con. Mà đúng thật vậy, cho đến ngày hôm nay thì hoa nào lắm sắc nhiều hương, hoa nào cài đẹp trên đường đón em, hoa nào anh chẳng thể quên, nở trong ngày cưới kết tình đôi ta. Xin vâng, kính thưa toàn thể các bậc quý vị khách quý thân mến, tình yêu các bạn đã trải qua một quãng thời gian tìm hiểu rất dài, rất lâu và đặc biệt rất đậm sâu ở trong lòng, để rồi cho đến ngày hôm nay đây, tình yêu các bạn đã đủ năm, đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ gạo, đủ tạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ cả chuyến nợ và đủ cả chữ duyên, và đặc biệt đủ cả quan viên bốn họ hai nhà, khu sĩ hiện diện của toàn thể quý vị quan khách đang có mặt trong hôn trường cưới ngày hôm nay. Và đến giờ phút long trọng đã đến, cho phép anh em chúng tôi những người làm chương trình xin được trinh trọng tuyên bố buổi đại lễ thành hôn của chú rể Văn Nam sánh diện với cô dâu Dương Hoài xin chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn lên quý vị ơi. Cảm ơn những tràng pháo tay thật nồng nhiệt từ toàn thể quý vị, cũng như một màn bắn pháo hoa rực rỡ của trung tâm tổ chức sự kiện cưới hỏi Đức Tâm. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các bậc quý vị khách quý thân mến, cô dâu và chú rể được những ngày hôm nay đây thì không thể quên được những công ơn sinh thành vô bờ bến của đôi bên cha mẹ. Và tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bên phái đoàn, hai bên gia đình cùng hai bác trưởng đoàn, song thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể sẽ di chuyển đến sân khấu yêu thương để cùng ra mắt và tác hợp cho hai con hai cháu của mình như ngày trọng đại này. Trân trọng kính mời. Xin kính chào bạn tổ chức xung đột làn sau này mới của bên tú bên già của bên ta bên nay xin mời em kính chào cả đại diện với sân khấu hạnh phúc bé hoa nạp tăng tá hay sóng đôi sóng lán và nọ sau này mới và sau này mới nọ.
Dạ vâng, kính thưa toàn thể các bậc quý vị khách quý thân mến, có thể gửi lời cảm ơn tới tất cả toàn thể quý vị đang hiện diện tại khán phòng cưới ngày hôm nay. Có những lời râu râu của bên phái đoàn họ nhà gái sẽ có lời phát biểu tới tất cả toàn thể quý vị, trân trọng kính mời họ nhà gái. Con chưa tin tôi khỏi cỏ trò nhắm chương. Cho mời chúng em cầu mè. Tên cỏ tên chip tên chip tên sao. Cho trò nhắm chương là vận đội trường phải trò vàng ai cùng ao nếu phải trò thì lúc biết thì thuộc chạm quảng. Lúc trường vàng phải trang tiếng là mương. Hãy khỏi nữa cầu. Là nữa báo cáo cho ngoài cho mấy nó là cua là nó bong quăng tay nó là nó có mong ấy là làm nó là có hù ấy chứ. Những chàng ở gầy ấy mới chết chạy quảng chàng giáo thấy cái này. Thấy cái chim cái chân vốn đồ làm cho hải quỳnh. Cái nhóm cho khẩu làm nó cứ mất chìm nó chú tôi mê lúc cả. Ta cứ là chiếc nghèo. Nhưng mà coi mê tăng đi nữa có tìm hoàn cảnh khó khăn nhưng mà có coi mê tăng nữa có. Thật bánh bánh hóa múc quốc hồi chờ hử mới liệt kìa kia ba hải im. Cứ tăng hỏi cổ ấy mấy chính của. Ở buồn lung của những nào buồn tài buồn na những lưỡng lưỡng chè về cùng hồ ngó cầm đi giúp phục mạng phà giúp ba mạng chai chứ ngay tết người tình xa ở trái già và trắng phèn hời chính của trắng về phép rồi cao cầu gần con chứ nó phép rồi nó kìm khẩu cầu gần phà ó kìm nôm chứ mở khỏi ở và trắng lưu trắng là nâu ở và trắng chỉ ngồi ó mi ở lưu những ngang chào chứ mở khỏi ơ em có chẳng là cùng hỏi chú hải chẳng chẳng hữu hỏi non là bên đi chứ hồn nập sửa chuẩn mệnh trọt mưa nào ơ có những ngày ảo ảo hướng nói chính có chẳng lưu chẳng là nó có phật chẳng giải ư ơ phát ngôn kiểm kiểm nó mẻo ơ ta kéo món cổ chẳng có chẳng ý chẳng xào giáo biển xíu nhưng mà phật chẳng con cổ bắn mê ơ chẳng phú chết nó có nhắc cho cả làm cuộc tìm hữu tôi mê ảy im tiếng nói của một nít bóng là này kè ra hai ơ phải trước đó cũng có dạng được phải trượt phải trùng phải lai cũng có dạng lắm tiếng nói của trắng cô mẹ ở im ơ chúng chưa nó liền kìa cướp ta mà chính cổ ơ cũng luôn có những nào còn tạo vẫn nói những giống nhắm kìa tôi cũng ngủ cầu mi nó cuộc mà quả pha mà chạy tiếng trái già của trắng quẹn hở tiếng nói của trắng chỉ ngó mi lắm nó phò chai ơ liền chùng chùng nhớ cầu kìa ơ phèn đó phèn tiêu tiếng nói của ơ ý tàn giờ nó khỏi ý phần cha này phần năm cái này phải bất kiến lên nó là cưới trên nữa còn ơ con lòng có eo hưu phủ là có ép biển e mặc e ẩu ép biển nó vào nó chân làm thao phải hẹp mà không muốn trên mỡ nhưng phải nhắn thao ta thường phải chân con nó đồ làm cho tăng quần phải quái chúng khỏi mỡ còn ơ mặc phải mặc quán phủ từ mặc quán phay lại con chùi chân cưới chào lại con báo quán chào nữa còn mà tôi trải cho em cứ hải em tan đi mà có bất tỉ bất tan tỉ chẳng ai nan tan chẳng hề hài cứ con ai phải khát con vũ vụ của bất tiền cứ lặng phái buông trên vùng trên non bất tiền trên máy cầu cứ phải mau ủ vai cài hóa còn con chúc khỏi tết bị cài hay con cái nhám chi bị ni mà có chân bón co bón mè cái má còn mới lém mới chó trên này hít kíp chó khó trao hà cứ bằng những chân tiếng là chúc khỏi mới rồi cứ mà quá cứ chọn phái nhất trí là có muốn cô mưa lùi ơ nó cũng ơ đến nó là ơi tiếp chồng khó cháu hà bằng những chân kiếm chung khỏi kém quá ơi chân đi mất và chân quán phò quán mè ơ ải yếm gần tên cháu mới thì chung khỏi kèn lúc kèn tà mà ịn nó muôn ơ tờ lặng năm lấy xuống chuôn lụt tẩu lụt lặn ơ cầm cơ mơ phở phò mè ải yếm phú gia chứ mới cầu ơ nhắn đi ơ phò mè ải yếm phải nhắn liếc bất phản chị à chung khỏi kèn ơ lúc bên ta là tất cả mẹ đô la nó là nhìn ngoan mấy chứ còn ơ nhắn đến tổng những năm ơ hoặc cái này ăn bài xong ơ chém hải trai tặng là mít là mát bài mít bài trước là nhìn ngoan ơ là mừng chồng là nó vỡ thật rồi ta chừng chưa thứ nhất chú cử đang là phú tá nhà nó hào ăn chẳng chờ ơ chết như là chả như tướng dân mà ca thửn ơ tỉnh ngôi như tài qua như lót chuyển lắp như nó trò như cún nó ra khoản luôn ơ phiền lắc chinh lắc mày giáo phiền xào chinh xào chinh bằng qua lớp như cuốn ơ bày tả nai chinh khỏi mới bắt chinh mang chinh cài lại cười lại lang chinh chún chồng nó mới rồi chú tập của nghĩa đô nó là ảo ăn chẳng xá ơ phiền lời tết như bé phiền lời cánh như chìa phiền của nghĩa ăn tẩu nhau lúc tẩu nhau chừng giáo ơ là đã chia tiền tắt gắn hàng mi đi lầy ơ chia phi chia nó không biết phiền sáng ra rồi đã mất chú gọi toàn thị cá chú mày chú mến phòng này ảnh em tên cá nào hàng chẳng xá như phiền sáng chú mày chú mến mê đưa. Thank you.
Rồi một tràng vỗ tay thật lớn nào quý vị ơi. Rồi được cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và kính được cảm ơn những lời phát biểu chân thành nhất từ vị đại diện phái đoàn Hòn Đá Gái trong buổi lễ giao du ngày hôm nay. Và tiếp theo chúng ta sẽ được nghe những lời phát biểu chân thành nhất từ vị đại diện phái đoàn Hòn Đá Trai. Cũng như trong buổi lễ nhận dâu trong buổi trưa ngày hôm nay, trân trọng kính mời. Cho phép con mẹ Pì Nông. Tôi là trước hết, tôi là xin cảm ơn ban tổ chức, tôi là đế thành hôn. Thứ hai, xin cảm ơn anh em họ hàng vườn xa bạn bè đến vui lòng tốt đẹp bữa đám cưới của là con chúng tôi. Xin đó con mẹ tôi là xin khỏi xin hòa mi tôi lại đồ tàu tôi là mới học mới chơi đằng tàng nay tàng nay học bên sông xuân tôi là mười đi bên chân tôi là song phái này thống nhất cần nhà trai nhà gái tôi là thống nhất cần bảy mười đi bên chân mà đi tôi là sông xuân đồ tàu mà đám hương phượng khẩu tôi là giờ mới này pin ông phải về bán cản má tiền tàu họ muôn nặng xuống khỏi rất cảm ơn cái sông mỡ tôi là cảm ơn tôi là tàn ai học bên sông xuân đồ tàu mà kiếm nên tên hương mà tôi là chắc nặng hầm lúa cúp bú xuôi ra tăng xuống khỏi mỡ tôi là rất cảm ơn tôi là tàn ai đều chúc hảo thuộc bên họ sâu mê hoài Việt Nam buồn họ nhọt bên cần tôi là mi phúc mi buồn mi nào cái tà hỏi đèn đủ bàn đèn đàn nhớ mà đi sòng pha mà sòng tăng trước cần ma ta cần dương tôi là phun khẩu phan lực ở xuống khỏi bên ải bên em tôi lấy kín lấy chơi tôi là khảo khăn xiềng sờ đi sòng pha mà sòng tăng tôi bao hủ phủ bóng đi cảm ơn pin ông này đó tôi một sòng vẫn tăng lớn đó quý vị ơi. Xin cảm ơn những chàng vỗ tay thật nồng nhiệt từ toàn thể quý vị. Xin vâng kính thưa toàn thể các bậc quý vị khách quý thân mến, trong những ngày trọng đại nhất của hai con của mình, thì đại diện phái đoàn họ là cho chúng tôi những món quà ý nghĩa nhất để dành tặng cho cô dâu và chú rể. Trân trọng kính mời vợ chồng anh Thiếp sẽ có món quà ý nghĩa nhất để dành tặng cho hai em của mình trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Và toàn thể quý vị khách quý có thể dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng nhà quý ơi. Niềm thương dù vâng điểm này dứt khoát kiểu gì thì chân thương của cô dâu bà chú rể quý thầy gái làm năm phải không quý vị ơi, có thể dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa đi ạ. Cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Chồng anh chị sẽ có rất nhiều sức khỏe. Trân trọng cảm ơn vợ chồng anh Thiết ạ. Và tiếp theo, trân trọng kính mời món quà từ bố mẹ của chú rể cũng sẽ tặng cho hai con của mình trong ngày trọng đại này. Trân trọng kính mời. À,
rồi là kính thưa toàn thể các bậc quý vị khách quý thân mến, những người cha, những người mẹ là những người yêu thương con vô điều kiện nhất. Và ngày hôm nay chúc mừng đến thành hôn ngày, những ngày trọng đại nhất của con, của hai con của mình, thì bố mẹ của chú rể cũng có một món quà nho nhỏ và ý nghĩa nhất để dành tặng cho cô dâu và chú rể. Cảm ơn là món quà ý nghĩa nhất từ người mẹ của chú rể trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Và tổng thể quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt đây nha quý vị ơi. Xin cảm ơn tổng thể quý vị rất nhiều. Rồi, kính thưa tổng thể các bậc quý vị khách quý thân mến, và được trở lại với câu chuyện của đôi nương trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay của chú rể Văn Nam và cô dâu Dương Hoài. Có thể minh chứng cho tình yêu tôi bạn thì xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ tiến ra phía bánh kem yêu thương để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Xin mời. Xin mời chú rể Văn Nam sẽ thắp lên ngọn nến lung linh để soi sáng con đường dài hạnh phúc của đôi bạn. Xin mời. Rồi, một tràng pháo tay thật lớn đi nào quý vị ơi. Rồi, xin mời chú rể Văn Nam và cô dâu Dương Hoài sẽ cắt ra ba từng bánh yêu thương. Xin mời. Rồi, vâng, đường bánh thứ nhất. Xin mời ạ. Để vững chính cho tình yêu của đôi bạn. Tuyệt vời. Và đường bánh thứ hai. Để cảm ơn những bậc làm cha làm mẹ, những lớn sinh thành. Và đường bánh thứ ba. Để cảm ơn đến tất cả toàn thể quý vị quan khách đang có mặt trong hôn trường ngày ngày hôm nay, đến đây để cùng chung vui và gửi lời chúc mừng. Dạ vâng, rất là tuyệt vời ạ. Và tiếp theo, được trân trọng kính mời chú rể Văn Nam và cô dâu Dương Hoài sẽ kiếm ra chữ pháp ly yêu thương và một nắm soi champagne đầu tiên. Xin mời. Rộn ràng trong tiếng âm vang, chứng cho hạnh phúc của nàng, của anh. Lắc nay với bánh trưng xanh, cho may gặp chúc, cho anh gặp nàng. Thế mới biết đâu được duyên, chỉ định trao tìm muôn đời. Giờ bác tiếp tục chơi trong bánh thứ hai, xin mời. Thương nhau như tiếng với đường, đường cay với mặn, xin đừng quên nhau. Giờ bác đi rượu cay thì gặp tình trong vợ, rượu hồng thì kính chúc mẹ cha, vì con mà cha mẹ chóng già, ân sâu nghĩa nặng thì như là biển khơi. Dạ vâng, xin mời chú rể Văn Nam và cô dâu Dương Hoài sẽ tiếp tục rót những chai thập bánh tiếp theo để cho tình cảm của các bạn được tràn trề hạnh phúc bền bỉ và vĩnh cửu. Chảy màu hồng tượng trưng cho sự may mắn, thủy chung gắn kết. Giờ vâng, tiếp tục trai trong bánh thứ ba. Xin mời chú rể Việt Nam và cô dâu Dân Hoài sẽ rót ra những ly rượu mừng để cùng đưa đến những đấng thân thành của mình, những bậc làm cha làm mẹ để cùng chúc sức khỏe. Xin mời. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ nâng ly rượu mừng của mình để được người thực hành trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Rất trọng kính mời.
quý thân mến. Một lần nữa anh em những người làm chương trình được thêm mặt cho gia đình. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị đã có mặt trong hôm trận cưới ngày hôm nay. Xin đem những lưu diệu mực yêu thương của mình cùng với hai bên gia đình chúng tôi trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay quý vị ơi. Xin mời toàn thể quý vị hãy nâng ly đi ạ. Xin mời. Dạ vâng, mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ nán lại cho một ít phút và nâng những chén rượu mừng của mình cũng chúc mừng cho cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc đi nào. Chuẩn bị đi ạ. 1, 2, 3, dâu xin mời. Quý vị đang có mặt trong hôn trường cưới ngày hôm nay, trân trọng kính mời. Xin vâng kính thưa toàn thể các bậc quý vị khách quý thân mến, một lần nữa cho phép Đình Phong trên được thay mặt cho gia đình quyên nói tưởng lời cho cô dâu và chú rể trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Khi được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả toàn thể quý vị quan khách, chúng ta rất không quản ngại đường xá xa xôi, mất chút thời gian quý báu vàng ngọc của mình để trở về để cùng chung vui và gửi lời chúc mừng cho cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc. Xin chúc cho toàn thể quý vị khách.